Vào năm 1997 khi mà cái bắt đầu bắt nguồn từ cái đợt khủng hoảng tài chính từ uh, Tokyo Nhật Bản thì Thái Lan quyết định là thả nổi cái đồng bạc Thái của mình. Và ở thời điểm đó thì các anh chị um, có một người đàn ông, ông ấy bắt đầu là vay đồng đô la, vay đồng đô la cho anh chị. Thế là máy mua vào đồng bạc Thái và khi mà Thái Lan quyết định thả nổi cái đồng bạc Thái thì ông ấy bán không cái đồng bạc Thái của mình với số lượng lớn và rất là nhiều người những cái nhà À, giao dịch đầu tư gọi là làm theo máy và cũng quy định bán khống của đồng bạc thái và làm cho cái giá của đồng bạc thái lao dốc âm 54% so với đồng đô la giảm đến âm 54% so với đồng đô la và à, từ cái đợt này thì nó nó gây ra cái đợt khủng hoảng cho cái nền kinh tế của cả Thái Lan của cả Việt Nam của cả Singapore làm chí của cả Đông Nam Á các anh chị và cũng tương tự như vậy trước đó vào năm 1992 một cái ngày gọi là ngày tháng 4 đen vào ngày 16 tháng 9 thì cũng một cái đợt gần như tương tự uh, diễn biến tương tự về cái đợt bán khống của cái đồng đô la có nghĩa là của cái đồng bảng anh có nghĩa là ông ấy vay cái đồng đô la các anh chị và ông ấy mua đồng bảng anh sau đó thì bán khống cái đồng bảng anh trong một cái diễn biến tương tự và làm cho anh thiệt hại gần 4 tỷ và mấy À, thu lại được cái mức lợi nhuận là 1 tỷ đô trong vòng một đêm và đó là cái 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 tốc độ kiếm tiền nhanh nhất ở thời điểm hiện tại và các anh chị đoán được người đàn ông này là ai không ạ? biết tôi biết rằng có một số anh chị đã đoán được người đàn ông này là ai nếu anh chị làm trong cái nghề tài chính và người đàn ông này là George Soros ông ấy được mệnh danh là ông vu bán khống các anh chị ông ấy là một nhà à, một cái người À, gốc do thái hiện tại ông ấy là một đa triệu phú, à, một tỷ phú, một, ông ấy là một tỷ phú các anh chị, một tỷ phú và một nhà tài phiệt lớn trên thế giới. rất là nhiều quốc gia các anh chị rất là ghét người đàn ông này. tại sao ạ? À? tại vì ông ấy bán khống cái tiền đồng tiền của quốc gia họ làm khủng hoảng cái nền kinh tế của họ và rất là nhiều quốc gia rất là ghét người đàn ông này. nhưng mà với tư duy của ông khi mà khi mà nhiều người hỏi rằng tại sao ông làm như vậy, tại sao ông lại à, ông lại làm thiệt hại đến cái nền kinh tế của họ như vậy thì ông ấy lại nói rằng tôi làm như vậy bởi vì tôi muốn giúp cho cái quốc gia đó cải thiện được cái 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 thể chế tài chính cái những cái, 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 cái quản lý về mặt tài chính của họ Đúng không? và rồi đó là cái tư duy của tỷ phú các anh chị khác với Warren Buffett Warren Buffett ông ấy thuộc cái trường phái đầu tư giá trị có nghĩa là sao có nghĩa là khi ông ấy mua một cái cổ phiếu nào đó ông ấy chờ cho cái cổ phiếu đó nó tăng giá thì ông ấy kiếm được tiền, được không ạ? Ông ấy mua vào cổ phiếu đó, ông ấy dựa vào những cái à, những cái phân tích về mặt tài chính, những cái phân tích về mặt kinh doanh và những cái phân tích về cái những cái người đứng đầu của cái công ty đó là ai, đội ngũ đứng đầu là ai, họ có có khả năng gì và ông ấy quyết định là mua một cái cổ phiếu và khi cái cổ phiếu đó nó tăng giá thì ông ấy có thể kiếm được lợi. Cái đó là đó là trường phái đầu tư giá trị Nhưng mà cái trường phái của George Soros Thì thuộc trường phái về bán khống Các anh chị, ông ấy kiếm được nhiều tiền Khi mà thị trường khủng hoảng Nghĩa là ông ấy có thể kiếm được tiền Cả khi thị trường đi lên và cả khi thị trường đi xuống Và với những cái người như chúng ta Những cái nhà giao dịch bước vào Bước chân vào thị trường Forex Thì chúng ta cũng đang đi theo Cái con đường của George Soros Cách đây như các anh chị thấy là cách đây Khoảng 10 năm, 20 năm và trước đó nữa đó là cái trò chơi của giới giàu và siêu giàu các anh chị trước đó các anh chị có thể làm gì với tiền không mà các anh chị có thể vay đồng này bán đồng kia và làm ảnh hưởng đến cái nền kinh tế tài chính hay là anh chị có thể kiếm được tiền dựa trên cái sự trên là đó mà hoàn toàn là không đúng không nhưng mà với cái sự phát triển của công nghệ hiện tại thì chúng ta có thể kiếm được tiền trên cái thị trường tài chính lớn nhất thế giới đúng không ạ và tại sao forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới thì hôm nay chúng ta sẽ sẽ uh, thảo luận về cái điều đó, được không ạ? Rồi chào mừng tất cả anh chị đến với cái buổi uh, weekly trading class, buổi uh, giao dịch, uh, buổi hướng dẫn uh, lớp học giao dịch hàng tuần của Fullerton Market. Tôi là tọa chuyên gia tuệ và uh, tôi hiện tại là uh, tôi xin giới thiệu lại, à, tôi là tọa chuyên gia tuệ uh, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market cũng là research and education executive của Việt Nam. Và ở thời điểm hiện tại các anh chị tôi không tôi không có thể nói, tôi không nói rằng mình thành công hay là giàu có được từ trên cái nghề forest. Tôi chỉ có thể nói rằng à, tôi là một người đi trước các anh chị, được không ạ? Và tôi là bạn của các anh chị. Tôi chia sẻ cho các anh chị những cái kiến thức những cái Uh, những cái tư duy về cái cái ngành giao dịch forex và những cái cái thông tin uh, cập nhật về thị trường forex để cho các anh chị có thể bước chân vào cái nghề này. Bởi vì tôi có cái niềm tin trong cái thị trường forex rằng là gì? Khi mà tôi bước chân vào cái thị trường forex này và tôi nhìn cái, cái 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 tầm nhìn này các anh chị có nghĩa là sao? Đây là một cái thị trường tài chính tồn tại cả trăm năm rồi các anh chị, Được không ạ? Thị trường tài chính tồn tại cả trăm năm cả ngàn năm rồi và chúng ta chỉ cần bỏ ra một đến 2 năm hoặc là 3 năm là dài. Thì chúng ta tìm hiểu và nói chúng ta nỗ lực và nó và chúng ta có thể học và chúng ta có thể kiếm được tiền cả vài chục năm, 100 năm tiếp theo và chúng ta có thể truyền lại cái công việc này cho cái 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 đời con của mình các anh chị. Và đó là cái niềm tin của tôi khi mà tôi bước chân vào cái thị trường forest. Và và tất cả tất cả mọi thứ chúng ta đều bắt đầu bằng cái nền tảng được không ạ? Các anh chị biết cái tòa tháp này không ạ? Các anh chị biết cái tòa tháp này không ạ? Có một số anh chị thì nói đây là một cái tòa tháp rồi đó ở Dubai được không ạ? Đây là một cái tòa tháp của Việt Nam các anh chị. Đây là cái tòa lên mắt 81. Tại sao tôi cho thấy anh chị thấy cái hình này? Các anh chị thấy nó có sao hoa, nó có lộng lẫy không ạ? Đó một cái cảnh rất là đẹp và một cái điều tự hào của người Việt Nam. Đây là một cái điều mà rất là rất là tuyệt vời các anh chị nhưng mà điều tôi nói không phải là nằm ở ở cái bức hình mà các anh chị có thể thấy điều mà tôi nói là điều mà tôi nói các anh chị là ở phía dưới của cái tòa nhà này các anh chị biết cái tòa nhà này được xây dựng trên cái gì mà điều gì cái điều gì là cái cấu trúc quan trọng nhất của một cái tòa nhà đó là cái cái móng các anh chị cái nền móng của cái tòa nhà là một cái điều, một cái thứ mà quan trọng nhất cái nền móng là một cái thứ mà rất là thô kệch Rất là bự, rất là xấu Nhưng mà các anh chị biết là nó là một cái thứ mà đỡ Cả nguyên cái tòa nhà xa hoa lộng lẫy ở, ở phía trên đó Và tương tự như vậy trong cái nghề giao dịch Forex Các anh chị muốn phát triển cao hơn, các anh chị muốn phát triển xa hơn Thì đầu tiên các anh chị phải hiểu được Phải nắm thật là chắc những cái thứ liên quan đến nền tảng giao dịch được không ạ? À? những thứ liên quan đến nền tảng giao dịch các anh chị biết là cái nền cái cái nền móng của cái tòa nhà lên mắt 81 mươi các anh chị nó à, nó có cái kích thước à, khoảng ba m mét vuông trong đó nó có 8 mét chiều sâu và nó được, nó được so sánh với tòa nhà Khalifa tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại của của uh, Dubai Các tiểu quốc các tiểu quốc Anh thống nhất các anh chị và đó là cái cái niềm tự hào của chúng ta được không ạ và đây là một cái tòa nhà, tòa nghĩ không theo tòa nghĩ là ở Trung Quốc các anh chị thấy là được xây dựa trên một cái việc là không có một cái nền móng phía dưới thì nó sẽ có cái sự sụp đổ đúng không ạ? À, có nghĩa là sao? có nghĩa là nếu sau này các anh chị giao dịch một cái thời gian lâu và các anh chị có thể nào chúng ta thu lỗ hay cái gì đó chỉ chỉ từ việc là chúng ta không có hiểu được những cái kiến thức cơ bản của thị trường forex, điều đó có thể không ạ? Có thể hoàn toàn có thể được ạ Rồi, vậy thì thị trường forex là gì? Hôm nay tôi biết trong cái buổi zoom của, của chúng ta ngày hôm nay hầu hết các anh chị là những anh chị mới, bởi vì những anh chị cũ thì các anh chị sẽ sẽ không có tham gia cái lớp này mà chúng ta có những cái lớp khác dành cho những anh chị mà mà tham gia trên thị trường forex lâu hơn và rất là nhiều anh chị hiện tại đang đang theo học với tôi, đúng không ạ? và chúng ta đều phải đi từ cái định nghĩa là forex là gì thì forex nó được viết tắt bởi hai cụm từ đó là forex và exchange khi mà tôi hỏi với các anh chị rằng các anh chị đã bao giờ giao dịch forex chưa đúng các anh chị đã bao giờ giao dịch forex chưa thì hầu hết các anh chị đều nói là chưa đúng không nhưng mà nếu mà các anh chị đã từng dùng tới tiền hoặc là đã từng mua đồng đô la hoặc là các anh chị đã từng ra tiệm vàng mua vàng và bán vàng thì các anh chị đã từng giao dịch forex rồi các anh chị foreign exchange nó chỉ là được trao đổi giữa tiền tệ thay vì chúng ta phải mua bán à, bằng những cái tiền vật chất thì hiện tại trên cái nền tảng à, trên cái nền tảng online các anh chị đó là một cái thế giới phẳng mà chúng ta có thể trao đổi à, mua bán à, tiền tệ à, hàng hóa như là vàng và dầu hay là các cái chỉ số chứng khoán online được và chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái sự di chuyển giá trên thị trường. Được không ạ? Và thị trường forest là thị trường lớn nhất thế giới. Thị trường forest là thị trường lớn nhất thế giới. Nếu mà tôi đặt một cái câu hỏi rằng thị trường nào là thị trường lớn nhất thế giới thì hầu hết các anh chị sẽ nói rằng bất động sản, à, chứng khoán. Được không ạ? nhưng mà thưa với các anh chị rằng thị trường lớn nhất thế giới hiện tại là thị trường tiền được không ạ? Bởi vì chúng ta chúng ta chưa bao giờ chúng ta tiếp xúc với thị trường này chúng ta chưa bao giờ thực sự tiếp tiếp xúc với thị trường này tôi không nói là các anh chị chưa bao giờ dùng tiền được ạ, chúng ta chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với thị trường này thì chúng nên là chúng ta chưa có chưa có hiểu chưa có biết về nó được ạ. Thị trường forex nếu anh chị nhìn thấy đây là một cái sắp tiền 10.000 đô các bạn, một cái xấp tiền 10.000 đô. Và nếu là một cái sắp tiền 100.000 đô so sánh kích thước với một con người thì nó như thế này. Được không ạ? Vậy thì con số này là bao nhiêu ạ? À? 1 tỷ đô la. 1 tỷ đô la. Nếu so sánh với kích thước của một con người. Và đây là một một gì ạ? À? 1 triệu tỷ đô. Được không ạ? 1 triệu tỷ đô. 1.000 à, tỷ đô các anh chị, 1.000 tỷ đô. Và thị trường Forex là thị trường giao dịch 6,5 nghìn tỷ đô mỗi ngày các anh chị mỗi ngày vậy thì nếu mà tệ so sánh một cái phép tính có thể là là đây là một cái, cái số liệu này được thống kê vào cách đây khoảng 2 năm được không ạ số liệu này được thống kê vào cách đây khoảng 2 năm nhưng mà nếu mà tệ so sánh một cái phép tính rằng ở ở biển đông mình đó các anh chị ở biển đông mình cái mức hàng hóa mà di mà mà trao đổi trên cái khu vực biển đông của chúng ta trong một năm thì nó mới bằng cái thị trường forex toàn cầu giao dịch trong vòng một ngày đúng không ạ để cho các anh chị thấy được cái sự khủng khiếp cái sự lớn như thế nào với thị trường forex và thị trường forex được giao dịch ở đâu ạ à? thị trường forex tất cả những nhà giao dịch forex trên thế giới được kết nối với nhau qua một cái hệ thống gọi là ECN hay là electronic communication, network và à, cái, cái, cái tất cả những cái 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 nhảy trên thế giới giao dịch forex trên một cái nền tảng online đúng không ạ? Online một cái nền tảng kết nối mạng cộng đồng được không ạ? Giờ mở cửa của thị trường forex thì thị trường forex mở cửa 24 giờ một ngày từ thứ hai tới thứ sáu. Vậy thì đặt câu hỏi là thứ bảy chủ nhật thị trường forex có chạy không ạ? Thứ Bảy Chủ Nhật các anh chị thì thị trường Forex hay là thị trường hàng hóa vàng dầu thế giới người ta vẫn hoạt động các anh chị nhưng mà thị trường Forex không cho chúng ta trao đổi à, mua bán hàng hóa mua bán à, những cái 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 sản phẩm của họ trên cái vào ngày thứ Bảy và chủ nhật được mà chứ không phải là là hai ngày đó thị trường không chạy được ạ à? và nó được giao dịch 24 trên năm và trên tất cả những cái vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vậy thì tại sao chúng ta phải lựa chọn cái thị trường forex? thứ nhất là thị trường forex là một cái thị trường giao dịch xuyên lục địa thông qua cái mạng lưới internet, đúng không ạ? À, tất cả những nhà giao dịch trên cái nối trên thế giới được kết nối như là các anh chị thấy là ở đây chúng ta có ngân hàng uh, những ngân hàng lớn nhất thế giới thế giới này có 29 ngân hàng lớn nhất trên thế giới các anh chị như là Barclays này, UBS là Deutsche Nè Uh, Redis này hay là Citibank, Đúng không ạ? Và thị trường Forex là thị trường giao dịch uh, hoàn toàn trên mạng internet các anh chị và các anh chị sẽ thấy là uh, chúng ta là một nhà giao dịch chúng ta có thể đi bất cứ đâu trên 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 toàn thế giới các anh chị miễn là nó có được cho chúng ta mạng internet và chúng ta có thể kiếm được tiền trên thị trường bất cứ khi nào, được không ạ? bất cứ khi nào, à, bất cứ cái thời gian nào, bất cứ ở đâu miễn là cho chúng ta kiếm được tiền trên thị trường và à, nó cho phép chúng ta kiếm được tiền cả khi thị trường đi lên và cả khi thị trường đi xuống nữa các anh chị. được không ạ? Tôi sẽ nói những cái điều đó sau, được không ạ? Vậy thì trên thị trường forex chúng ta giao dịch cái gì? Forex là trao đổi về tiền tệ, được không ạ? thì trên thị trường forex chúng ta sẽ trao đổi một cái cái cặp ngoại tệ. Được không ạ? Ví dụ như ở đây thì chúng ta có cái đồng Euro USD, một cái cặp chúng ta luôn trao đổi một cặp, được không ạ? Thì Euro nó gọi là đồng ít giá còn USD nó gọi là đồng định giá thì cái thuật ngữ này thì tí nữa tôi sẽ giải thích cho các anh chị. Và các anh chị đang nhìn thấy ở đây là có một cái bảng. Cái bảng này nó cho chúng ta những cái cặp uh, tiền tệ. Chúng ta có rất là nhiều cặp tiền tệ các anh chị, nhiều hơn cái danh sách này rất là nhiều. Đây là những cái cái mô phỏng cho các anh chị, được không ạ? Những cái mô phỏng cho các anh chị về những cái cặp tiền tệ mà chúng ta thường xuyên trao đổi và và khi mà những cái cặp tiền tệ này trên thị trường nó có rất là nhiều cặp tiền tệ tuy nhiên thì những cái cặp tiền tệ nào mà được ghép với đồng đô la thì chúng ta được gọi là cặp tiền tệ chính hay là với đây và đây chúng ta các anh chị có thấy là đồng euro đô la đồng euro đô la đồng bảng anh đô la đồng đô la yên nhật đồng đô la uh, switzerland là thụy sĩ các anh chị đồng uh, đồng đô la Canada, đồng úc đô la và đồng New Zealand đô la. Và đây là tất cả những cái cặp thị trường tiền tệ chính được giao dịch. Những cái tiền tệ chính này đã chiếm khoảng 70 đến 80% khối lượng giao dịch trên thị trường. Và ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều cặp tiền tệ phụ trên thị trường. Và trên thị trường chúng ta có rất là có có những cái người chơi như sau, đầu tiên là chúng ta có central bank là những cái ngân hàng trung ương các anh chị, những cái ngân hàng trung ương. Những ngân hàng trung ương này nó có những cái 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 quyết sách liên quan đến việc nâng hạ lãi suất này, liên quan đến việc, uh, việc, việc uh, bơm những cái gói định lượng ra thị trường, thì nó sẽ ảnh hưởng được đến cái, cái, cái nền kinh tế. Thứ hai là chúng ta có những cái commercial bank đó là những ngân hàng thương mại, đúng không ạ? Những ngân hàng thương mại, à, chúng ta lên đó cho chúng, ta, chúng ta trao đổi tiền tệ mua bán tiền tệ ngoại tệ, à, thì, thì nó ảnh hưởng đến cái, cái tiền tệ của chúng ta. Rồi. Uh, chúng ta có những cái uh, big importer và exporter là những cái những cái nhà giao dịch được không ạ những nhà giao dịch như chúng ta hay là những cái cái uh, những cái uh, chúng ta ở dưới này chúng ta có những cái quỹ giao dịch được không ạ ở trên này nó cũng có uh, những cái những cái quỹ của các ngân hàng uh, của các ngân hàng để họ, họ, họ trao đổi ở đây dưới đây chúng ta có quỹ hedge fund là những cái quỹ phòng hộ trên thị trường những cái nhà người mà đi du lịch họ đi qua một, một quốc gia khác họ đổi cái tiền của quốc gia đó, họ chi tiêu uh, du lịch thì nó cũng là nó cũng ảnh hưởng đến cái, cái 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 nền cái cái thị trường của chúng ta và những cái individual trader là chúng ta các bạn, những cái người giao dịch kiếm kiếm tiền trên thị trường Forex là đây là sáu cái người chơi chính trên thị trường. Vậy thì cái thị trường Forex các anh chị là một cái thị trường mà nó thu hút chúng ta rất là lớn. Tại sao? Tại vì một cái thứ đó gọi là đòn bẩy các anh chị Đó gọi là đòn bẩy Và đòn bẩy là gì? Đòn bẩy là cái cơ sở cho phép nhà đầu tư có thể giao dịch với cái số vốn nhỏ Chúng ta có thể giao dịch với cái số vốn nhỏ Nhưng mà chúng ta có thể kiếm lại được những cái khoản lợi nhuận lớn Đúng không ạ? Rồi, mình lấy ví dụ như Nếu anh chị giao dịch một lot tiêu chuẩn Một lot tiêu chuẩn nó tương đương với 100.000 đô la không ạ? Và và cái, cái 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 lot là một cái đơn vị uh, để đo lường về cái, cái cái trong cái đơn vị này, trong cái uh, thị trường này. Thì uh, tí nữa chúng ta sẽ nói về cái đơn vị lot sao. Thì nếu chúng ta giao dịch với một cái một cái hợp đồng gì đó, một cái hợp đồng ví dụ như mình mua một cái hàng hóa gì đó tương đương với 100.000 đô la đúng không ạ? Vậy thì như như thông lệ bình thường, chúng ta phải cần 100.000 đô la để chúng ta mua hoặc là chúng ta uh, tham gia một cái hợp đồng giao dịch đó. Thì chúng ta phải cần 100.000 đô la Vậy thì khi chúng ta giao dịch như vậy Thì chúng ta đang giao dịch với cái đòn 711 Đúng không ạ Với đòn 711 Và chúng ta phải cần 100.000 đô la Vậy nếu chúng ta kéo dài cái đòn 7 ra Nếu chúng ta giao dịch với đòn 711 Thì với cái hợp đồng 100.000 đô Thì chúng ta chỉ cần Bao nhiêu ạ à? 1.000 đô Thì chúng ta có thể giao dịch Một cái hợp đồng liên tới 100.000 đô Đúng không ạ Vậy thì đó có đồng bảng 1 200, 1 200 thì sao ạ? Đồng bảng 1 200 thì chúng ta chỉ cần 500 đô. Được không ạ? Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nếu chúng ta giao dịch một cái hàng hóa tự lấy ví dụ như là vàng đi chẳng hạn cho anh chị dễ hình dung. Cho anh chị dễ hình dung thì tự lấy vàng đi. Và nếu cái giá vàng hiện tại là lấy dễ hình dung như là 50 triệu. Và nếu giá vàng lên 51 triệu thì anh chị anh chị lời được bao nhiêu ạ? Lời được 1 triệu. Nhưng mà để các anh chị đầu tư vào một cái cục vàng đó Một cái hợp đồng mà giao dịch vàng đó Thì các anh chị phải cần có 50 triệu Được không ạ? Vậy thì nếu anh chị có một số vốn thấp hơn Nhưng mà anh chị vẫn muốn kiếm lời được cái khoảng 1 triệu Nếu mà nếu mà giá vàng tăng từ 50, 51 Được không ạ? Thì thị trường Thì ngân hàng cho phép các anh chị được sử dụng một thứ Nó gọi là đòn bẩy Ví dụ như các anh chị chỉ cần 500 đô ở đây Thì các anh chị có thể giao dịch được một cái hàng hóa Tới 100 ngàn đô Được không ạ? Vậy thì 100.000 đô này nếu nó lời lên được à, uh, Nếu nó lời lên được 100 đô đi Thì ở dưới đây 5 500 đô các anh chị cũng lời được tương tự 100 đô Đúng không ạ? Vậy thì nó là một con dao hai lưỡi Nếu anh chị lời 100 đô thì các anh chị Chỉ cần một số vốn nhỏ các anh chị cũng lời 100 đô Nhưng nếu anh chị Nếu anh chị sao Nếu anh chị có một cái số vốn à, uh, 500 đô Nhưng mà nếu mà cái bên này nó nó lỗ 100 đô Thì bên này cũng là lỗ 100 đô Đúng không ạ? Các chỉ hiểu sơ sơ nôm na về đồng bảy chưa? Rồi. Archimedes có nói một cái câu rằng hãy cho tôi một đòn bảy đủ dài và một điểm tựa để đặt nó thì tôi có thể nhấc bổng cả thế giới lên. Thì đó là sức mạnh của đòn bảy. Đó là cái thứ mà rất là nhiều cái kênh đầu tư, kênh kinh doanh, kênh uh, uh, những cái kênh uh, phát triển ngoài trên thị trường không không có thể cho phép các anh chị nhưng mà trên thị trường forex thì nó cho phép các anh chị một cái mức gọi là đòn bẩy và khi các anh chị sử dụng tốt cái mức đòn bẩy này thì các anh chị có thể sinh lợi rất là cao sinh lợi rất là nhiều các anh chị còn khi các anh chị à, và nó cũng là một cái cái con dao hai lưỡi đúng không ạ và với những anh chị nào học với tuệ sâu hơn thì tôi sẽ nói rõ hơn về cái 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 cái, cái cách sử dụng đòn bẩy như thế nào cho hiệu quả rồi đây là một cái bản tóm tắt thì với à, một cái mức đòn bẫy là 11 Thì đầu tiên thì nếu mà các anh chị muốn giao dịch Một cái cái bẫy 1 11 thì các anh chị phải cần Mỗi mỗi lót tiêu chuẩn thì các anh chị phải cần 100.000 đô đồ mặt Nhưng mà với đòn bẫy 1-100 thì các anh chị chỉ cần một, một, à, Các anh chị chỉ cần 1.000 đô Nhưng mà với, các anh chị, với đòn bẫy 1-500 Thì các anh chị chỉ cần 200 đô Và ở trên các cái sàn giao dịch à, hiện tại nói chung và Fullerton nói riêng thì hiện tại đang cho phép chúng ta giao dịch ở cái mức là 1500 mới đồng bảy 1500 được không ạ rồi chúng ta sẽ đi qua về những cái thuật ngữ trên thị trường Forex sẽ đi qua tìm hiểu một số cái thuật ngữ cơ bản trên thị trường Forex đầu tiên là chúng ta có những cái cặp tiền tài chính các loại tiền tài chính này chiếm khoảng 85 trong 85 phần trăm trong tất cả những giao dịch trên thị trường Forex vì vậy tính thanh khoản của những cái đồng tiền này rất cao khi mà chúng ta mở vào cái trạng forex thì chúng ta sẽ thấy một số cái đồng tiền ví dụ như là đồng USD, đồng Euro, đồng uh, bảng Anh, đồng yên Nhật, đồng CFF, đồng uh, úc, đồng New Zealand và đồng Canada và đây là tám cái đồng tiền chính trên thị trường và những cái quốc gia tương tự như là Anh, uh, Châu Âu, uh, Mỹ Châu Âu, Anh, Nhật, uh, thụy sĩ, úc, New Zealand và Canada và đây là những cái ký hiệu những cái những cái đồng những cái tên gọi của nó và đây là những cái tên những cái tên mà mà thường gọi trên cái cái, cái thị trường thế giới ví dụ như là đô la, đô la thì người ta hay gọi là pos. Còn và đồng thụy sĩ thì nó gọi là Swissy. Đó thì những cái tên gọi thường gọi của nó thì các anh chị cũng phải cũng nên biết sơ qua để khi mà chúng ta xem những cái bản tin nước ngoài thì chúng ta sẽ hiểu uh, họ đang nói về những cái, cái loại tiền tệ nào. Đúng không ạ? Rồi khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta giao dịch một cặp tiền, một cặp tiền. Thì đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đang lấy đồng tiền này để chúng ta mua đồng tiền kia hoặc là lấy đồng tiền này lấy đồng tiền kia để mua đồng tiền này. Được không ạ? Thì cái đồng tiền này, cái đồng tiền đứng trước nó gọi là cái đồng ít giá hay gọi là cái đồng tiền cơ sở các anh chị. Cái đồng tiền này là cái đồng tiền mà bạn đang bán. Được không ạ? cái đồng tiền này là cái đồng tiền bạn đang bán, có nghĩa là bạn lấy cái đồng tiền này bạn bán để bạn mua cái đồng tiền này. Và chúng ta chỉ chúng ta khi mà chúng ta giao dịch chúng ta không có cần hiểu về chúng ta không có cần biết quá nhiều về những cái kiến thức này. À, chúng ta không cần phải 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 áp dụng quá nhiều, nhưng mà chúng ta cần phải biết được, chúng ta cần phải biết để chúng ta hiểu về cái bản chất của nó là gì. Và cái đồng bản anh này chính tức là GBP, nó được gọi là pay currency là gọi là đồng ít giá được không ạ à? còn cái đồng tiền định giá là cái đồng tiền mà bạn đang mua được không ạ à? bạn bán đồng bảng anh để bạn mua đồng đô la thì cái đồng tiền phía sau này nó gọi là đồng tiền đối ứng hay là gọi là đồng tiền định giá được không ạ à? rồi trên thị trường chúng ta có một cái đơn vị mà để chúng ta đo lường cái mức giá của thị trường tất cả những cái tất cả những cái cái hàng sản phẩm À, như là bản Anh USD, như là USD Nhật, như là uh, USD Canada, hay là hay là vàng, hay là dầu, hay là chỉ số chứng khoán US 30, S&P 500, tất cả những cái sản phẩm chúng ta giao dịch trên thị trường thì nó có một cái mức giá, được không ạ? Và cái đơn vị mà để chúng ta đo cái mức giá ở cái bước uh, gần như là thấp nhất nó gọi là đơn vị pip được ạ? Đơn vị pip. Cái con số 1 cuối cùng này các anh chị nó gọi là đơn vị point. Nhưng mà thường chúng ta sẽ bỏ qua cái đơn vị point này bởi vì nó quá nhỏ và cái con số mà sát cái đơn vị point nó gọi là pip. Được ạ? Nó gọi là pip. Thì pip là cái sự thay đổi giá nhỏ nhất của một cái cặp tỷ giá. Ví dụ như các anh chị giao dịch là các anh chị giao dịch đi thì nếu mà thị trường các anh chị giao dịch một cái lệnh mua và nếu mà thị trường tăng lên được 100 pip thị trường tăng lên được 100 pip nếu anh chị giao dịch một đô la một pip thì các anh chị lời được 100 đô đúng không ạ hay là với các anh chị giao dịch một cái lệnh sale thị trường đi xuống 100 pip đúng không ạ nếu anh chị giao dịch một đô la một pip thì các anh chị lời được 100 đô đúng không ạ pip là cái đơn vị thay đổi giá nhỏ nhất của một cái cặp tỷ giá giá thì nó có hai khi mà khi mà show trên cái 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 màn hình của chúng ta thì nó có hai cái cái loại hai cái con số, ừ, hai con số. Thì có hai con số này nó gọi là giá bid và giá ask. Giá bid và giá là gì? Giá bid, giá bid là cái giá bán ra và giá ask là cái giá mua vào. Bid là giá bán ra và giá ask là giá mua vào. Có ý là sao? Tôi lấy ví dụ như các anh chị đi vào trong một cái tiệm vàng, được không ạ? Vàng thì các anh chị không không bao giờ mà vô mua giá 50 triệu và các anh chị bán ra 50 triệu. Được không ạ? À? Các anh chị phải mua ví dụ như 50 triệu và 50 triệu 200.000 trên là nhau với cái mức giá là 200.000. Được không ạ? À? Vậy thì nếu các anh chị cầm tiền mặt, các anh chị vào trong cái tiệm vàng thì và các anh chị mua vàng thì các anh chị sẽ mua vàng với giá 50 triệu hay là 50 triệu 200 à Các anh chị sẽ mua với mức giá 50 triệu 200 đúng không ạ? À? Và nếu các anh chị cầm vàng mà các anh chị vào cái tiệm vàng thì các anh chị sẽ bán lại với mức giá là 50 triệu Vậy thì cái 50 triệu 200 đó gọi là giá giá ask các anh chị, còn cái giá 50 triệu mà các anh chị mua vào. Cái giá 50 cái giá 52 50 triệu 200 là giá ask, là giá các anh chị mua vào, còn cái mức giá 50 triệu là cái giá bid là giá các anh chị bán ra. Được không ạ? À? Vậy thì khi mà một cái cặp tiền tệ khi mà nó 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 trên là như vậy thì nó cũng có hai cái cặp hai cái hai cái giá, nó gọi là giá bid và giá ask. Được không ạ? Giá bid và giá ask và cái con số này, này là các anh chị nó gọi là cái cái giá giá là sao ví dụ như một đồng euro chia cho USD thì nó sẽ bằng 1.0661 bạn và đây là giá bit và giá ask của thị trường vậy thì nếu chúng ta nói về giá bit và giá ask thì cái con số ví dụ như tôi lấy quay lại với ví dụ vàng con số 50 triệu và 50 triệu 200 thì cái mức 200 ngàn trên lệch nhau đó, các anh chị nó gọi là spread trên thị trường hay là hay là cái số số pip mà trên là giữa giá bit và giá áp được không? Ví dụ như các anh chị nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy là 1.0661 và 1.0664 thì đang trên là nhau 3 pip được không? Chê là nhau 3 pip. Thì cái 3 pip này thì là là cái gì? 3 pip này là cái mức trên lệch giá và cái và phần lớn mức trên lệch giá này là cái mức giá mà nó trả cho cho sàn và trả cho thị trường được không trả cho trả cho những người tạo lập tạo lập thị trường được không ạ hay spread được gọi là trên là giữa giá mua và giá bán được không ạ vậy thì khi các anh chị mà vào giao dịch một cái lệnh á vậy thì uh, là cái câu hỏi là khi các anh chị giao dịch một cái lệnh thì nó 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 có trừ cái tiền của các anh chị không ví dụ như các anh chị chốt xong cái lệnh đó thì nó có trừ tiền của các anh chị không thì câu trả lời của tôi là tùy nhưng mà nhưng mà thường là không các anh chị có nghĩa là khi mà các anh chị vào lệnh thì nó đã âm các anh chị một cái khoản phí spread này. Nó gọi là nó trừ trước các anh chị. Và nếu mà giá nếu mà cái cái lệnh giao dịch của các anh chị đúng với cái xu hướng thị trường và nó 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 tăng cao hơn thì nó không có trừ thêm các anh chị bất cứ một cái khoản phí nào. Được không ạ? Đó là spread. Rồi. À, trên thị trường khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta giao dịch với một cái khối lượng nó gọi là khối lượng giao dịch. Được không ạ? Khối lượng giao dịch đó đại khái đại khái các anh chị hiểu nôm na là là một cái lệnh đó các anh chị đặt cược hay là các anh chị vào một cái lệnh đó là bao nhiêu tiền được không ạ à? thì nó gọi là loss size nó gọi là loss size hay là gọi là kích thước loss Loss là là viết tắt viết của từ tiếng anh đó các anh chị hay việt nam hay gọi là lô nhưng mà chúng ta dùng thuật ngữ tiếng ngoài thì chúng ta gọi là loss loss là loss size là đại diện cho một cái khối lượng giao dịch được không ạ à? một cái loss size tiêu chuẩn nó có cái uh, nó có cái mức tiêu chuẩn là 100.000 đô được với những cái lot size gọi là mini lot size thì cái mức giao dịch tiêu chuẩn của nó là 10.000 và micro lot size có nghĩa là siêu nhỏ thì nó có mức giao dịch khoảng 1.000 đô. 1.000 đô. Có nghĩa là sao? Khi các anh chị giao dịch một cái cặp tiền tệ nào đó trên cái chart của chúng ta và khi chúng ta nhập vào một lot, có nghĩa là cái lệnh giao dịch của các anh chị đang giao dịch với một cái lệnh có khối lượng tương đương với 100.000 đô. Nhưng mà các anh chị không có 100.000 đô mà. Không các anh chị tài khoản của các anh chị khoảng tầm 2 ngàn thôi thì các anh chị có thể giao dịch một lot hoặc là một ngàn đô các anh chị có thể giao dịch một lot được không ạ chúng ta có thể kiếm lời tương tự như vậy nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta nếu chúng ta phân tích không tốt nếu chúng ta có những cái cái điểm không tốt thì chúng ta vẫn có thể lỗ một cái mức tương tự đó là đồng bảy được không ạ margin là gì margin gọi là mức ký quỹ ký quỹ là số tiền quỹ tối thiểu trong tài khoản để tham gia giao dịch dựa trên đòn bẩy của tài khoản được không ạ và đây là một cái bảng tính một cái bảng ký quỹ sơ bộ ví dụ như các anh chị giao dịch với kích thước một một trăm ngàn một trăm ngàn tương đương với một lot các anh chị tương đương với một lot và đòn bẩy các anh chị sử dụng là một một trăm thì cái tài khoản của các anh chị á, thì nó khoảng tầm 1.000 đô là các anh chị có thể giao dịch được một lot được không ạ hay là một cái mức khác ví dụ như là 550.000 hay gọi là 0.5 lot nhưng mà nếu tài khoản của anh chị 1 500 thì chúng ta có chỉ cần một cái tài khoản là 100 đô chúng ta có thể giao dịch được 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 uh, 0.5 lót không ạ nếu mà tương tự như nếu mà tài, các chịu dịch với 0.7 lót và tài khoản có chị là 1 200 thì chúng ta chỉ cần 300 đô nó có công thức để tính và các anh chị cũng 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 nhìn thấy được cái công thức hình dung được cái công thức tính về cái cái mức ký quỹ của margin margin đã dùng margin đã dùng là gì margin á hay còn gọi được hay còn chúng ta có thể dịch nôm na đó là tiền đặt cọc để mà chúng ta dịch nôm na nó là tiền đặt cọc là số tiền mà nhà môi giới của bạn giữ cọc để cho cái lệnh của bạn vẫn được mở đúng không ạ có nghĩa là sao có nghĩa là khi chúng ta giao dịch một cái lệnh nào đó và chúng ta có một cái 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 cái, à, cái sàn của chúng ta nó sẽ giữ cho nó sẽ giữ thôi với anh chị chứ nó không lấy được mà nó sẽ nó sẽ niêm phong cho chúng ta một cái khoản gọi là khoản đặt cọc để mà để mà là gì ạ à? nếu mà chúng ta có một cái tài khoản to như thế này được không ạ vậy thì với mỗi cái lệnh giao dịch của chúng ta thì nó sẽ ngắt cho chúng ta một khoản để nó giữ lại đó nhắc cho chúng ta một khoản nó giữ lại đó nhắc cho chúng ta một khoản nó giữ lại đó để cho chúng ta không được giao dịch quá cái số quá cái số lot mà 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 cái tài khoản nó có thể chịu được và nó nó sẽ xuất hiện một cái trường hợp mặt sinh khôn nếu mà nếu mà những cái lệnh của chúng ta đang bị âm trạng thái Rồi nói cái những điều này thì các anh chị các anh chị người mới sẽ nghe cảm thấy là là hơi phức tạp một xíu tại chỉ là đơn giản là giải thích sơ qua cho các anh chị thôi và nếu mà các anh chị bắt đầu là giao dịch thật với những cái 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 lớp sau tôi sẽ hướng dẫn nhiều hơn các chị giao dịch thật thì các anh chị sẽ 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 như thế nào ạ à? các anh chị sẽ hiểu hơn các anh chị sẽ hiểu rất là sâu vào cái điều này Đúng không? rồi Vaccine level hay gọi là mức ký quỹ đây là cái công thức tính dựa trên cái uh, chúng đây là cái đây là một cái công thức tính uh, để chúng ta tính cái mức ký quỹ thì chúng ta Chúng ta có cái mức margin level này nó sẽ bằng cái mức vốn chia cái mức margin đã dùng. Margin đã dùng là với những cái margin mà chúng ta với mức cái mức đặt cọc mà chúng ta đã 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 dùng trong những cái lệnh giao dịch của chúng ta, được không ạ? Nó gọi là margin đã dùng và chúng ta nhân với 100%. Thì ở trong cái thanh trạng thái nó có một cái mức gọi là margin level. Thì rất là nhiều anh chị uh, khi mà giao dịch, các anh chị một thời gian các anh chị sẽ bắt đầu hỏi là cái margin level này nó là gì? Thì bằng cái công thức tính nó như thế nào? thì nó là một cái mức ký quỹ và cái công thức tính như cái cái các anh chị đang thấy được không ạ như các anh chị đang thấy vậy thì hôm nay là các anh chị là người mới và tôi sẽ sẽ không có nói quá sâu về những cái kiến thức này và để cho các anh chị cứ 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 thực hành các anh chị cứ bắt đầu là vào thị trường các anh chị tìm hiểu các anh chị giao dịch trên tài khoản demo các anh chị sẽ có những thêm những cái 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 kiến thức được không ạ? À? Có thêm những cái câu hỏi và chúng lúc đó chúng ta sẽ sẽ có những cái buổi nói sâu hơn về mặt sinh và bàn sâu hơn về cái này và điều đó sẽ giúp cho các anh chị hiểu sâu hơn. Nếu mà hôm nay tôi nói quá nhiều á thì các anh chị sẽ bị rối. Và đó là những cái cái và đây là tất cả những cái mà thuật ngữ cơ bản trên thị trường và chúng ta cần chúng ta cần nắm được không ạ? À? À, Maro Singh người mà đã tạo ra à, nhà sáng lập của sàn FUTON Market thì uh, ông ấy uh, ông ấy là ai ông ấy là uh, ông ấy bắt đầu với với cái 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 ngành uh, forest là như thế nào ông ấy là người tạo ra sàn Fullerton được rồi các anh chị nhìn thấy hầu hết tất cả những cái sàn giao dịch trên uh, thế giới hiện tại thì không chúng ta không biết được ai là người đứng đầu ai là người đứng đầu nhưng với maro ông ấy là một người có danh tiếng trên thị trường tài chính ông ấy đã xuất hiện trên những cái trang uh, tv như là bloomberg cnn Uh, BBC này nọ để ông ấy hơn 40 lần rồi các anh chị để ông ấy nói về cái tình hình tình hình tài chính thế giới đúng không ạ uh, và uh, chúng ta khoan nói về cái câu chuyện ông ấy bước vào thị trường như thế nào tôi sẽ nói vào một cái buổi livestream sau ông ấy có một cái câu nói rất là hay rất là tuyệt vời rằng không có một cái kinh doanh nào là một cái kinh doanh thành công trên thế giới chỉ có những người giao dịch chỉ có những những cái con người thành công trong cái kinh doanh đó, các bạn. Tương tự như vậy forex cũng vậy, forex cũng vậy khi mà các anh chị bước vào cái ngành kinh doanh này, điều đó không đảm bảo cho các anh chị thành công và các anh chị đâu đó cũng đã nghe rằng có rất là nhiều người mất tiền, rất là nhiều người à, không kiếm được tiền trên thị trường này. Và for sure với các anh chị luôn thì thì à, thì trong một vài năm đầu các anh chị có thể kiếm nhiều tiền có thể kiếm tiền và các anh chị có thể mất tiền. Nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều và những cái yếu tố khác, tôi sẽ nói nói sau. Tuy nhiên thì vẫn tuy nhiên thì hôm nay tôi chúc mừng các anh chị đã bước vào cái ngành mình giao dịch cái ngành là ngành tài chính lớn nhất thế giới và chắc chắn với các anh chị rằng các anh chị sẽ học được rất là nhiều điều à, thú vị rất là nhiều điều tuyệt vời trong cái ngành tài chính này. Và một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh chị đã dấn thân với cái, cái 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 con đường của chúng ta ngày hôm nay và tôi là tuệ chuyên gia tuệ nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái buổi đào tạo của chúng ta tại đây và chúng ta hẹn các anh chị vào tuần sau chúng ta sẽ nói về những cái yếu tố khác trên thị trường forex à, xin cảm tất cả các anh chị